Bây giờ không biết đi ra làng trải kiểu gì bây giờ nhỉ? Chắc là nhờ một cái gì. Có người đi nhờ. Anh ơi, em là Gulliver, anh cho em đi nhờ được không? À, xuống đây hả anh? Làng trai Cửa Vạn là một trong những địa điểm vô cùng hấp dẫn nằm ở giữa Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ. Năm 2015, làng trai Cửa Vạn đã lọt vào một trong 16 ngôi làng cổ đẹp nhất trên thế giới. Chào chị. Chào chị. Chào chị ạ. Chị ơi, em là Gulliver. Ngày hôm nay em đến đây là muốn nhận nhiệm vụ. Không biết là anh chị có nhiệm vụ gì giao cho em không? Hôm nay chị nhất nhiều nhiệm vụ giao cho em. Đánh trả anh nữa. Có gì trong sự gì anh chị bảo. Lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ để ra vịnh. Một hành trình đầy thử thách ở phía trước đang chờ đợi. Huỳnh Anh thì có vẻ vô cùng hào hứng và vui vẻ để chờ đón những trải nghiệm này. Được hai con luôn anh ơi. Còn anh chàng Gulliver Huỳnh Anh thì sao? Sau hơn 1 giờ đồng hồ thì cuối cùng hình như là cũng đã có thành quả rồi. Chị ơi, bắt được nhiều cá quá chị ơi. Đây ạ. Làm thì nấu ăn hai anh em rửa tay chân chị làm tí xong ấy. Dạ vâng ạ. Này là của chung mình. Ở một nơi xa ngoài vịnh, Huỳnh Anh cũng đang có một cách thư giãn của riêng mình. Ơi, cánh chim gù thương mến. Hải âu ơi, cánh chim vần trên sông. Cùng bay nào, cho trái đất quay. Cùng bay nào, cho trái đất quay. Vỗ tay. Này cô ghẹ nhiều lắm. Đấy. Những giây phút thảnh thơi chẳng được mấy chốc. Huỳnh Anh lại đang phải tất bật với công việc, đó là phụ bán hải sản. Và hãy nhìn đèn chàng kìa. Hai con luôn. Đấy, rồi. Đây chắc là 450 cân rồi. Anh nhờ. À thôi, anh khuyến mãi thêm con cá là 455.000. Cân. Ok. Ok. Rồi. Thế là... có ít rồi thì em cho cá ăn là chịu nhé. Dạ vâng ạ. Cá là cá giò đấy. Các nhiệm vụ nối tiếp nhau. Có vẻ như Huỳnh Anh đã bắt đầu choáng với các nhiệm vụ liên tục. Cá là chị cứ nuôi khoảng và bây giờ là cho cá ăn. Nó ăn nhiều đúng không chị? Đúng rồi, ăn nhiều tốn nó nên chị một năm là chị xuất. Thế một năm là khoảng 5-6 cân. Mà chị mua giống lại thì của nó là rơi vào 30.000 một con giống. À 30.000 một con giống. Ừ, giống của nó. Thường là chị bắt cái khoảng thành quả của mình. Sau liên tiếp những công việc phụ việc ở xóm trài, đây là bữa trưa dành cho Gulliver Huỳnh Anh. Thành quả chính là công sức lao động của anh chàng. Và cũng thú vị đấy chứ. Chỉ dễ ăn cá rán. Tranh thủ một chút thời gian rảnh rỗi, Huỳnh Anh được đến tham quan và tìm hiểu tại trung tâm văn hóa. Và có lẽ là sẽ tận hưởng một chút đi, bởi vì sẽ còn rất nhiều thử thách đang chờ Huỳnh Anh. Mừng em may mắn hôm nay nhờ hoàn thành nhiệm vụ của em. Dạ vâng, em cảm ơn em chị. Chị có món quà gửi tặng cho em. Ồ, cái vỏ cũng đẹp quá. Chương trình gửi cho em. Chương trình gửi cho em là cái gì vậy ta? Nhiệm vụ nữa. Di chuyển đến làng nghề nuôi cấy ngọc trai ở vùng Tùng Sâu. Wow.
vẻ như là Huỳnh Anh đang tiếp cận đến vũng Tùng Sâu. Đây là một nơi mà nuôi cấy ngọc trai rất là nổi tiếng, và ngày hôm nay Huỳnh Anh sẽ được trải nghiệm nuôi cấy ngọc trai ở nơi này. Nơi mà Gulliver đang tới là vũng Tùng Sâu, nơi có làng nghề nuôi cấy ngọc trai nổi tiếng nhất của Vịnh Hạ Long và cũng là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch. Trại nuôi cấy ngọc trai Tùng Sâu sử dụng kỹ thuật từ ông Kokichi Mikimoto nuôi cấy thành công ngọc trai tại Nhật Bản để nuôi cấy ngọc trai. Em ơi chị. Dạ. Chị ơi, em là Gulliver. Ngày hôm nay em đến đây để nhận nhiệm vụ của chương trình ạ. Dạ, em. Dạ, chị. Giới thiệu với em, đây là khu trang trại nuôi cấy ngọc trai của công ty Ngọc Trai Hạ Long. Mời em vào trong, chị sẽ giới thiệu. Tiếp tục hành trình của mình ở vũng Tùng Sâu, nơi nổi tiếng với nghề nuôi cấy trai ở Hạ Long. Chị ơi, thế thì còn em có được trải nghiệm tham gia vào các công đoạn nuôi cấy ngọc trai không? Cũng phải nói trước rằng các cái kỹ thuật này nó cũng đòi hỏi rất là công phu đấy. Sẽ cố gắng. Rồi, thế thì chị hướng dẫn em thử nhá, thử trải nghiệm. Dạ vâng. Trong lúc này thì Gulliver vẫn đang cần mẫn với hàng loạt các công việc được giao tại vũng Tùng Sâu, từ vệ sinh rồi tới phân loại trai. Toàn những công việc có lẽ là Huỳnh Anh cũng chưa một lần nào được thực sự. Đúng là trăm tay không bằng tay quen. Đây mình nhập nhiều rồi, quen. Mình nhìn là mình biết được kích cỡ của nó rồi. Đấy. Và tiếp theo là mình dùng cái móc này để mình móc vào cái vị trí này để tạo một đường cắt trong cái túi trứng con trai này. Cái chỗ mà mình cắt đấy. Ok rồi. Mình đang rất là cẩn thận bởi vì mình đang sợ cái con trai này nó bị đau. Và hãy nhìn Huỳnh Anh kìa, có vẻ như công việc này khiến cho Huỳnh Anh vô cùng chăm chú. Gulliver vẫn đang miệt mài với từng công việc được giao. Ô, thành công rồi này. Ờ, đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Rồi, con này sẽ là tên là Huỳnh Anh. Mình sẽ lát nữa lấy cái viết lên đặt tên như nó. 18 tháng sau mình sẽ quay lại, mình xem nó như thế nào. Và cứ từ chờ xem, biết đâu 18 tháng sau thì ngọc trai Huỳnh Anh lại rất gì vào này nọ. Và bây giờ là đến công việc thu hoạch ngọc trai. Em là người may mắn đấy, em mới được cái viên ngọc trai nó hoàn hảo như thế này đấy. Wow. Không còn ngọc, bởi vì không phải con nào cũng sẽ còn ngọc. Thì nó sẽ không bị lùng bùng. Chỉ ô mây kim em luồn kim. Đặt lên này. Khó lắm nha mọi người. Công việc thì có vẻ như là chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhiệm vụ của Gulliver lúc này đó là sâu chuỗi ngọc trai thành một chuỗi vòng lớn. Xong. Như này xong đúng không chị? Cái này nó hoàn thành rồi. Dạ vâng ạ. Rồi, chị chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Công nhận là không hề đơn giản một tí nào. Em ơi, chương trình gửi em tiếp cái này. Cái gì vậy? Mỗi lần mà em nhìn thấy cái này là em toát hơn mồ hôi trời. Nhiệm vụ quay trở lại đất liền và đi đến mỏ than Hà Lầm. Lại một nhiệm vụ mới. Tưởng như là một ngày dài đã kết thúc hết các nhiệm vụ. Thế nhưng xin được chia buồn cùng Gulliver Huỳnh Anh. Mọi người ơi, đến mỏ than rồi. Nhưng mà bây giờ trời tối quá. Làm thế nào bây giờ? Mình anh mệt quá rồi. Hãy chắc vào đây xin ngủ quá. Chào chú ạ. Chào cháu. Chú ơi, cháu là Gulliver. Cháu đến nhận nhiệm vụ chương trình mà bây giờ trời tối quá rồi. Cháu vừa mệt, vừa buồn ngủ. Chú cho cháu ngủ nhiều một đêm được không ạ? Để tôi hỏi ban quản lý. Alo. Thế được rồi nhá.
Ngọc Thảo thì đang vi vu với vòng quay mặt trời, còn Gulliver Huỳnh Anh có vẻ như đã tìm được chỗ nghỉ tối nay. Khép lại một hành trình dài mệt mỏi, giờ đây Huỳnh Anh có thể yên tâm ngủ một giấc thật dài và chờ đợi hành trình phiêu lưu cho ngày mai. Chúc bạn ngủ ngon. Ngày hôm nay Huỳnh Anh đã có một cuộc hành trình rất là tuyệt vời rồi, và bây giờ mình sẽ ngủ rất là ngon. Chúc ngủ ngon tất cả.